Mến chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn nha. Hôm nay em đang có mặt ở Bến Lức, Long An. Ở đây là vườn mai Bình Đức. Xin chào em Toàn nha. Hôm nay là em xin chào quý vị khán giả đang xem kênh Chợ Sài Gòn nha. Hôm nay có nhiều tiết mục hấp dẫn lắm anh chị mình đón chờ nha. Để đi dạo vòng cho anh chị xem hai anh em đi săn bông như thế nào nè. Rồi chạy từ từ qua cái nhà này nè. Bông nè từ từ. Em chạy từ đi. Đây anh chị thấy đi luôn em đi từ đi. Bữa nay ở mấy vườn mai này là ghép cái giống của em ha. Dạ đúng rồi, ghép giống mình đứt của em anh. Rồi mình đi tiếp luôn. Dạ. Bữa nay là có 3 tiết mục anh chị. Mình đón xem nha, 3 tiết mục săn bông rất hấp dẫn ở Bến Lức Long An. Mà anh chị thấy thời điểm này là cái thời điểm tốt nhất để mà mình đi săn bông những mặt bông đẹp. Hôm nay là trưa ngày 27 Tết anh chị ha. Trưa 27 Tết. Ủa cái đường mình vô là cái đường gì ta? Dạ này thì cũng đường Bình Đức anh. Đường Bình Đức hả? Dạ. Ý trời ơi có cái cây bự quá kìa. Dừng lại nó đi ngang cái coi thử. Ờ đây. Đây nè. Đi ngang cái thử coi. Ờ đây. Trời ơi. Cái bông này em biết của ai không? Dạ của vườn em luôn anh ơi. Vườn em luôn. Dạ. Với lại ở trong kia cũng có nữa, một cây nằm bồn. Đó đứng từ xa đây là cách là 5 mét là thấy nó thơm rồi anh chị ơi. Trời ơi một cái rừng mai luôn. Rồi đi tiếp một vòng ở đây vô nhà luôn em. Cái đó là cái bông gì đó em? Rồi bên đó, nhà này cũng có bông nè. Đó là giảo hương anh. Giảo hương hả? À, tại nghe đó, nó nói chung là nó thơm lắm rồi bông cũng bông giảo á. Là cái mùi thơm đó là của cái cây bự đó, hay là mấy cây khác? Của cây lớn đó nè. Của cây lớn đó hả? Dạ đúng rồi. Nó thơm dữ lắm. Ừ, nghe nó thơm ghê ta. Chạy ngang cũng không lại nó đâu. Cái này giá kiểu này giá mốt em phải mua thêm cái máy đo mùi hương. Dạ. Nó mua đồ hương có mùi. Còn bên này là vườn của em hả? Dạ đây cũng vườn của em nhưng mà mấy cái vườn này còn đang nuôi. À trời ơi rộng quá. Dạ. Đây là gọi là tỷ phú ở Long An rồi. Tỷ phú trẻ tuổi Long An. Máy này của em luôn hả? Dạ đúng rồi anh, này cũng của em luôn. Rồi. Rồi bây giờ lâu rồi anh chị trong cái năm trước em có quay cái mình đi vô đây đi. Dạ. Siêu bông Bình Đức anh chị còn nhớ không? À, đây là chủ nhân của cái cây đó nè. Năm nay cây đó mình chỗ bông sao em có nhân giống này đó được nhiều không? Phải con mặt bông Tết năm nay như thế nào rồi? Dạ nó năm nay thì nó chỗ bông cũng tương đối anh. Cũng được thì cũng có nhân giống cho một số á. Đây. Chào bữa nay nhiều cây nhiều bông quá. Nay mình tha hồ mình coi bông. Cái này bông năm cánh nè, mai zin năm cánh. Bông tròn năm cánh. Hồi xưa là nhớ hồi xưa như có cây ở đây phải không? Dạ đúng rồi. Mà nay là mình đó rồi. Mình xả hả? Dạ hôm nay anh em xả em đang nuôi nó lại rồi. Rồi vòng vòng đây mấy cây này mới ghép. Dạ đúng rồi, đây là những cây mai ghép tứ quý đồ á. Còn cái bên này cây bên này là cái cây mà lúc mà năm rồi anh đăng là nó trong cái clip á, là cây đó em đang chưng Tết đó. Cây đó hình cái này hình như là trước ở ngoài sân này phải không ta? Dạ đúng rồi, cây đó là ở ngoài sân đó đó. À cây mai sầu nè. Dạ. Năm nay là tại vì năm nay 13 tháng cho nên là em thay đá nó là lúc trước là tháng 6 tháng 7 là em đã cho nó một chỗ bông một lần rồi. Cho nên là năm nay nó hơi yếu hơn năm rồi. Bây giờ em hình như có mùi thơm anh chị ơi. Dạ. Cây này thì đứng tầm khoảng cỡ nửa mét là thấy có thơm rồi anh chị. À, nửa mét là thấy có thơm rồi. Nó đang chỗ tầm khoảng cỡ 50% chưa? Cái này chưa lên này. 30%. Cái này 30%. Đó, 30% chỗ anh chị. Thì cái siêu bông Bình Đức này thấy nổi trội một cái là anh chị nhớ một số rất là nhiều vườn ở Sài Gòn cũng như là một số các tỉnh cũng như cái ở chợ hoa là cái chân bông đó anh chị, cái nụ của nó, chân bông là nó có to có nhỏ, có to có nhỏ mà cái nụ thấy cái nụ Bình Đức này hơi to ạ. À. Nó to đều luôn á.
anh chị thấy một con ong không, mùi rất là thơm. Và cái nhụy của nó nè, cái nhụy nó bây giờ là 11 giờ anh chị, rồi 11 giờ chưa mà cái nhụy của nó vậy nè. Em có đếm thử một nút của nó ra được bao nhiêu chân bông không? Cái này tùy theo anh, 4, 5, 7, có khi là 9 luôn. Đâu em đếm thử rồi kiếm cái nào 9 nè. Em thấy cái này. Cái này hai cái. À cái đó hai cái đúng không? À còn cái nào một cái. Đây nó hơi lắc đác tí xíu. Rồi. Tại cái này cho nó nở hai mùa nên nó hơi lắc đác. Cái này nó mà đúng ra nó nở tới mười mấy chân bông luôn á, nhưng mà nó bung tới mười mấy chân bông này, nó nở. 2 4 6 7 chân bông à. À 7 chân bông. Ở này 3 6 7 chân bông. Đây nè anh chị. 7 chân bông. Cái này nó bung ra mười mấy chân là bình thường. Câu sâu. Đây, đây, như cái chân này đây, một lúc nè. Rồi, anh mở coi cái chân nó coi. Dạ đây. 2 4 6 8 10 chân bông anh chị. Cái này là được 10 chân bông nè. Một nút. Một nút là được 10 chân bông nè. Cái này em lật lá hồi ngày mấy? Dạ, cái này lật lá bữa 14 anh. Bữa 14 âm lịch mình. 14 bữa nay là 27. Dạ đúng rồi. Vậy là được 7, 6, 13 ngày. Dạ 13 ngày. 13 ngày nữa nó nở từng 30% anh chị. Dạ. Mấy nay thời tiết có ảnh hưởng gì nhiều vườn em không? Dạ, em nghĩ là năm nay theo như em á, thì thời tiết cũng bị ảnh hưởng anh ơi. Như lặt á, mình chưa có, kiểu như mình mới xuống lá có chừng 2-3 ngày thôi là mình nó thấy nó bung lụa rồi. Thì không biết mấy cái vườn lớn thì sao em không biết, nhưng mà theo như em thì em nhận xét là như vậy. Tầm 3 ngày là bắt đầu nó bung lụa rồi. Thấy là nó nở hơi sớm, nở hơi sớm hơn mọi năm. Nở hơi sớm hơn mọi năm. Dạ. Em thấy đánh giá tổng thể cây này là cái bông nó to đều á anh chị. To đều. À, một nút nó ra từ 4 cho tới 10 chân bông. Cái chân bông nó thì khá dài ha, nó tầm khoảng chân bông nó dài tầm khoảng 3 xăng anh chị, từ 3 xăng cho tới 4 xăng, 3 xăng tới 4 xăng. Nhưng mà cái chân bông của nó là nó mập. Đây em có mấy cái dạo khác ở đây không? Dạ không anh, nói chung dài vườn thì chỉ đa số là cái dạo này thôi. Nãy đi ngang thấy có cây thọ hương đâu đây nè. Dạ, có cây thọ hương đây nhưng mà điều nó không có đạt, nó không có bông nhiều. Em lấy mạnh cái nụ quá, cái nụ của thọ hương qua. Dạ, dạ. qua soi xem thử. Dạ đây là thọ hương. Đây có cây thọ hương nhưng mà điều cây này sơ sát quá. Em lựa cây bự nhất nha. Ừ. Đây. Đây thọ hương. Cái thọ hương thì chân bông nó ngắn lắm vậy nè. Ờ nhưng mà cái thọ hương của em chân bông nó cũng mập. Này nó mập, chân bông nó mập ngang thọ hương. Ờ. Dạ. Cái cuốn á, cái cuốn á đúng rồi, cuốn nó kéo dài. Cái cuốn nó mập bằng cái thọ hương nè. Ở bên em là cũng có một số đụng nụ á ha. Dạ đúng rồi anh, đúng anh. Không, cái này là do nó sao ta? Cái này thì em nghĩ là do giống thôi anh ơi, chứ còn tùy theo ví dụ như có giống nó bền, nói chung là cái này thì nó không có bực bền, cái độ dai thì nó cũng không có, nhưng mà đường nó được nước nút nó đều anh. Nút nó đều, dàn chân dàn bông nút nó đều nên chân xanh là đều đẹp lắm. Có rụng một số ít nha anh chị ha. Nếu mà tổng thể cái cây nè, tổng thể mấy cái cây là nó rất đẹp ha. Cây này tàn ngang nó đang là gần 1m6, gần 1m6 anh chị. Chiều cao của nó được cỡ 1m8 đổ lên. Em ghép được mấy cây? Dạ, số lượng có ghép cây nào bây giờ nhiều giống lắm vậy nữa không? Dạ có, nhiều lắm anh. Hình như là cái vườn đầu tiên lúc nãy mình đi ngang qua là thấy cái bông đó là em ghép vô mấy cây bự phải không? Dạ đúng rồi, ghép vô mấy cây mai vàng có rồi tứ quý có luôn. Ngoài đây có cây nào nổi trội không em? Nổi trội thì ở đây em ghép ít, có một cây này thì nó cũng ít bông à, cho nên là chưa có.
cái này ha. Dạ. Là cũng nó luôn á. Dạ nó luôn, nhưng mà những cái vàng này là lúc trước em đã cho nó nở một lần rồi, hôm nay nó không có được đẹp. Sao bông này bự dữ vậy? Ồ, cái bông này bự quá. Em có cái thước không? À, dạ không có đem đây. Đây em có hút thuốc nè. Cái này là có mèo ha. À. Cái bông này chắc phải trên 8 xăng anh chị ơi. Đó, cái bông này phải trên 8 xăng. Đó. Cái bông mặt bông này anh thấy đẹp nè. Yeah. Hình như cái cây này thấy như hai mặt bông hay sao ta? Đúng rồi, theo như em nhìn em thấy là nó cũng có một số cánh nó hơi tròn, như cái này tròn. Là cánh tròn. Ừ. Còn ở kia thì nó cánh nó nhọn anh. Từ từ, coi hai vòng vòng mấy cây này coi. Cây này phun thuốc sâu hơi trễ, nó hơi còi. Bữa nay cánh nó đẹp nè. Dạ, cánh nó hơi cánh tròn hơn bên cánh kia. Tròn. Nút hình như là cái nguyên chùm nó cũng nhiều quá nha. Ừ. 2 4 6 8. Cái này to, bông to mà đẹp. Cái này em ghép vô Dạ cái này em ghép mai vàng. Mai vàng. Dạ. Mai vàng mà gốc cũng đẹp quá ta. Giống cỡ này nếu mà giao lưu rồi em cỡ bao nhiêu cái này? Dạ, cái này em cũng chưa biết nữa, thì có gì liên hệ sau đi. À. Dạ. Ồ, cái này hình như có phải là do nó nằm dưới đất rồi nó sức sống nó mạnh hơn không ta? Theo như chắc cũng có thể là như vậy anh. Bữa này là mai ca ai mai kem hả? Dạ cái này là mai kem. Mai kem. Dạ. Rồi bên này cũng phải nó không? Dạ này không, này cũng dảo thôi chứ không phải nó. Ừ. Cái bông nó khác nè anh chị. À, nhìn cái bông nè có một lớp thôi nè. Bông nó khác, này cũng dở bình thường. Ở dưới đây là của em luôn phải không? Dạ đúng rồi, mấy cái vườn này của em luôn. Là mình có ghép cái đó không hay là dảo hộp? Hiện tại thì cái này cũng dảo hộp nhưng mà em cũng có ghép một số thôi, ghép vài trăm cây à. À. Ghép cải tạo lại thôi. Ồ, đang nằm dưới đó cái cây này gọi là, nếu tính là cây này là lấy từ bo F1 luôn hả? F0 luôn hả? Cây này lấy từ bo F0 ra luôn anh. Ừ. Cái này ghép khoảng 2 mùa hơn rồi. Cái này đẹp mà anh chị. Đây, em để cái bàn tay em cho anh chị xem nè. Ha. Đây em không có lặt lá là nó không được đẹp. Cái bông này tầm khoảng gần 8 xăng anh chị. 8 xăng á. Cái nhị này nó to nha. Nhị to là nó thơm anh chị. Đây coi ra. Cái vòi của nó tầm khoảng 2 xăng. À, cái vòi của nó tầm khoảng 2 xăng. Tổng thể cái nhị nó xè ra cũng cỡ được 2 xăng rưỡi. Một cái nút kiếm cái nào nó mới le lưỡi không? Le lưỡi hả? Ừ. Cái này nó chuẩn bị nè. Đây. À đúng rồi, nó chuẩn bị le lưỡi ra nè anh chị. Đó. Thì cái nụ này cái bông cái búp này nó là tầm khoảng gần 2 xăng anh chị. Đó, gần 2 xăng. Nó tầm khoảng hơn 1 xăng rưỡi á. Cái này nó cũng to quá rồi mà nó chưa, nó cũng sắp rồi. Ừ, cái nụ của nó thì nó dài chứ không phải là nó tròn nha anh chị. Nụ nó dài. Cái đầu nó nhọn. Ừ. Nụ dài đầu nhọn nhưng mà nó ra là cánh. Cây này đẹp quá. Cây đẹp quá. Để coi lại. Giờ muốn ngắt nó mà không nở anh chị. 2 nè. Ngắt đại đi anh. 4 nè. 6 nè. 8 nè. 10. 2. 4. 6. 8. 10, 12, 14, cây này chuẩn là 14 cánh, 14 cánh ăn lên, nó là hai mấy luôn. Nhưng mà hai mấy thì nó hơi ngắt được không? Dạ ngắt đi anh, ngắt lại đi anh. Xin lỗi mày nha. Không nở ha. Ừ. Bông đẹp quá bây giờ. Đây đếm là 3 nè. 6 nè. 9 nè. Này 12 cánh nè em. Dạ, nó chuẩn là nó 14 không? 12 cánh có khi nào mà do nó bự quá không? Nó không biết. Hả? Cái này anh thấy cái bông này nó khác cái bông này nha. Đúng rồi, kiểu như là một giống luôn á, em ghép ra một cây ép luôn á, ép không luôn á, nhưng mà nó vẫn ra hai mặt bông. Nè, anh chị nè. Nhị thì nó giống nhau, nhị là đặc biệt là giống nhau luôn. Nhị nó bung rộng lắm. Cây này cánh nó có vẻ nó thẳng hơn cây này chút xíu. Dạ. Yeah. Ừ.
Một giống luôn hả em? Dạ một giống. Ở cây cây này là cũng là ép bo F0 luôn hả? Cây này là bo F0 luôn. Cái này em ghép nay khoảng 3 mùa rồi. Anh thấy cái gì nó cũng bự hơn, cái nhị của nó cũng bự hơn nữa. Nó bị cái nhị của nó cũng bự hơn mà cái cánh nó cũng bự hơn mà nó cũng tròn hơn. Vậy cây kia ghép dữ hơn cây này hả ta? Tại vì nó nằm dưới đất nó lớn hơn anh. Cây này đâu bây giờ mình thử đi xem một số cây nữa coi nó có phải hai mặt bông không cho anh chị. Dạ. Đi xem thử một vài cây nữa thôi. Dạ. Năm ngoái có ai lấy giống này về nhân giống chưa em? Dạ cũng có mấy anh lúc mà mình đăng clip đó nên anh cũng có mấy anh xuống cũng có mua giống rồi này. Mua bông rồi. Giống đó chứ là mình giao lưu năm ngoái là bao nhiêu? Dạ năm ngoái thì em giao lưu đó cũng nếu mà cây lớn thì cũng tầm 2 triệu anh ơi. À cây còn, lớn. Còn cây nhỏ mình có bán bo. À, bán bo thì mấy cây nhỏ em bán lúc rồi năm rồi thì em bán 500 ngàn một cây. À. Dạ. Còn mình chưa có bán bo lẻ hả? Dạ không, em không có bán bo lẻ. Cây này cũng nó luôn hả? Dạ đúng rồi nó luôn. Bữa ra mặt bông khác anh chị nè, khác hoàn toàn. Cây này thì mới ghép nay từng tầm một mùa. Ừ, cái bông nó nhỏ hơn. Cái bông nó tầm 6 xăng à. Dạ. Nhưng mà nó chùm. Dạ. Ủa nó mốt nó chùm vậy nè anh chị. Rồi nó chùm kín kín luôn ha. Mày coi một chùm của nó nè. Đó nó che kín luôn. Này em dở thử coi bao nhiêu nụ nè cái này ha. Mình thử coi. Cái này thì một nụ. Đây nè, đây cho coi thử cái chùm này cứ. Nhiều chân ha, nhiều chân á. 2 4 6 2 nhiều 4 không? 6 8 10 xuống đếm á. 10 10 10 anh chị, còn cái mà đang chỗ bông ra thì nó cũng cục 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 ha. Nó hết đường bông luôn rồi, nó hết đường bông luôn. Cái này mà nó chỗ này nó không có ta, nó chưa ha. Dạ. Chỗ này mốt mà làm nốt cho nó nhặt lại là coi như là nó chỗ bít luôn một dây luôn anh chị. Cái này là chung là cái dạng này là cục không anh ơi. Nó cục cục không à. Ở đây anh chị mốt nó nở cục 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 ha. Ừ. Cái giống này nó nở cũng ghê. Mà không biết cái cây mà ở ngoài đường là nó giống cái này không ta? Cây ở ngoài đường kia là giống khác anh ơi. Cây đó thơm ghê ta. Cây đó là cây zin tự nhiên. Thơm ha. Dạ. Mấy cây này của em mà thơm không bằng nè. Dạ mấy cái này thì nó cũng bình thường à. Bình thường. Còn cây bên kia? Bên kia thấy. Dạ, cây đó thì cũng cây dảo cũng thấy thơm. Thấy cũng đẹp ha. Dạ. Cái này thấy cũng đẹp nè. Gốc cũng đẹp. Bông nó cũng hai lớp. Dạ, bông cũng mười mấy cánh. Mười mấy cánh. Nhưng mà chân bông nó không có đẹp bằng cái thằng này. À, anh chị thấy không? Cái chân bông. Cái chân bông cái này là nó khít hơn nè. Anh chị thấy mấy cái kẽ hở dưới chân bông không? Đó, cây này có kẽ hở dưới chân bông ha. Dạ. Cây này thì tính để đây trồng nuôi thôi à. Rồi mấy cây nhỏ này cũng ghép luôn ha em. Dạ đúng rồi anh, mấy cây nhỏ này em cũng ghép luôn. Ví dụ mấy cây nhỏ này mình giao lưu bao nhiêu? Dạ mấy cây này em giao lưu vài trăm ngàn anh ấy. À. Trong cũng nếu mà anh em có thiện chí mà thấy nếu mà được á thì em giao lưu giá cũng mềm cho anh em chơi. Ví dụ cũng tùy cây, ví dụ cây lớn thì nó hơi cao tí xíu thôi. Nãy anh thấy bên này có cây chỗ bông đẹp. Dạ đúng rồi. Em à, cũng... em dắt mọi người ra qua thử. Dạ, mà mọi người qua đây với em đi. Lát xíu sẽ chạy ra lại cái cây bự. Dạ. Để quay cho anh chị xem cái bông gì mà nó thơm quá. Bông đó phải siêu thơm luôn á. Đứng chừng 5 mét là thấy thơm rồi. Dạ đây nè. Ở đây cũng nói luôn nè. Cũng nói luôn. Dạ. Nói chung nếu mà ở đây hàng em ghép thì chỉ ít cây thọ hương với lại giống này thôi. Cây anh chị thấy nó lên cái nụ nhìn nó khỏe anh chị ha. À, lên cái vàng nụ của nó nè. Cây này anh em ghép chắc tầm 7 tháng à. À. Cái này gọi là nụ hay gọi là búp em? Dạ cái này nụ anh. Nó sắp nở rồi. Sao nhiều ngồi. Nó nụ không chịu. Ở cái cây này gọi là búp mới chịu. À, nếu mà búp chắc nụ gì cũng vậy nhưng mà đều theo mình thích tùy mọi người muốn kêu sao kêu đi. Nhưng mà nhiều khi thói quen đó anh chị. Dạ đúng rồi. Mà cái này nụ đúng rồi, em thấy nụ với ai kêu búp giống như anh trao cho em một nụ hồng, không lẽ là
trao cái cục nhỏ búp nhỏ hồng đâu có ai nói là trao cho em một cái búp hồng. Búp là nhỏ nhỏ đúng không? Ví dụ lúc mà còn nhỏ nhỏ thì mình kêu là búp. Đúng rồi, nhỏ nhỏ thì mình kêu búp búp, còn lớn nó, thì nó lên chân xanh này là kêu nó nổ đi chứ. Em nhưng mà có vậy một số cũng... người gọi là cái nút á, cái nút mà lúc mà nó chưa bung ra người ta cũng gọi là nụ. Ở dưới Bến Tre người ta sao ta, nó tùm lum quá, anh chị có ý kiến gì mình còn comment á. Cái đó thì chắc tùy theo mỗi người à. Thôi giờ mình vô tập trung chuyên môn nè anh chị. Đây. Cái bông ở dưới cây dưới đất nè em đang cầm ha. Nó vẫn bự hơn mấy cây này luôn nha. Nó vẫn bự hơn chút. Mấy cây ở trên chậu này chỉ được 7 xăng thôi mà cây dưới đất nó được 8 xăng anh chị. Nó vẫn bự hơn em thấy không? Dạ. Nè nó vẫn bự hơn. Nó cây dưới đất không? Dạ đúng rồi. Ồ, cây dưới đất thì nó khỏe ghê, đủ sức hơn. Đây, cái chùm này nó nở cũng ghê lắm á. Này cây dưới đất nó vẫn bự hơn chút anh chị thấy không? Này. Có cái cây danh chậu có cái bông này gần bằng thôi nè. Nụ của nó thì từ 4 năm cho tới một chùm 10 bông anh chị ha. Này anh Hồng, này nó cũng có mấy cái nút đầu thì nó cũng có mấy nút thôi nè, mà nó ra một vậy nè. Thì nó nở ra thì thôi luôn. Trời cái này đếm bao nhiêu bông? Đây là anh chị nhiều, nhiều quá. 2 4 6 8 10, 10 20 30 40 50 60 70. Đó, tầm 60 70 bông. 60 70 bông mà có một cái bàn tay đây thôi anh chị nè. Đó là nó nở thì sao hết. Mà cái này anh chị nhiều khi mình sợ nó nở không hết rồi nó đào thải ra không phải không ta? Dạ không anh, nó chịu như nó nở không hết thì nó không bung được rộng thôi. Không, còn... hồi nãy cái chậu kia của em á là thấy nó rụng nụ nhiều. Đây là cái chậu này. Cái này thì nó ít hơn. Đây em quay cho anh chị xem thôi. Đây. Đây anh chị xem nè. Đó. Cái chậu này rụng có 1-2 nụ thôi anh chị. Nè, 1-2 cánh à, mới ít cánh à. 1-2 nụ mà nụ con nhóc nhóc á. Đây nè. Nó có một cái thôi nè. À anh chị. À. Thấy không? Vậy có khi là do cái chậu này nó để ngoài nắng không? Dạ cái này em cũng không rành đó nè, nó tùy theo á. Tùy theo sức sống của cây đi. Tùy theo sức sống của cây hả? Dạ. Nên mình thì cũng không có chuyên môn lắm vậy. Vậy cái đó chắc có khi là do chăm sóc đó em. Dạ. Đúng không? Dạ. Chứ cây này thấy không có rụng nụ. Ừ, thấy ok nè. Nhưng mà nó vẫn nhỏ hơn cây dưới đất anh chị. Và dàn nụ dàn bông của cái giống này thấy rất ok anh chị ơi. Nè. Rất ok ha. Hồi năm ngoái hình như là nó đâu có được vậy phải không? Dạ năm ngoái thì tại nó nở hết rồi em cũng không quay được như vậy nữa. Hôm nay thì mình quay là lúc mà nó chuẩn bị bung luôn á. Chi tiết luôn á. Năm ngoái quay là nó tàn rồi anh chị ơi. Yeah. Ở năm nay là cái thời điểm này là trưa 27 Tết ha, là nó cái dạng nụ của nó là dạng bông của nó về là quá quá đẹp rồi ha. Quá đẹp. Đây. Đặt ngẹt luôn anh chị ơi. Đó đặt ngẹt ở trên đây luôn. Đó, thấy cái dạng nụ dạng bông của này là nó chuẩn á. Ý là anh chị thấy cái cây này là cái chi tàn là chưa có bẻ ra cái gì gọi là ngon lành hết trơn anh chị ha. Đó. Mới bẻ bẻ sơ sơ cái ghép cũng non mùa nè. Cây này em mới ghép này có 7 tháng anh. Đây anh chị. Ngón tay em chưa bằng cái ngón trỏ nó anh chị nè. Chưa bằng ngón trỏ nó mà cũng ra được cái hình dáng cái cây anh chị thấy không? Mà cây này mà ghép dạ mùa nữa mà vô tay cao thủ út đực ha. Gọi là vô tay chú sáu hay là gì đó. Vô tay nói chung cao thủ đi. Đó là nó khác liền. Ủa mà hỏi chứ em mấy cái này em có làm nút nó sao không mà cái chùm nó dữ vậy ta? Dạ không anh, cái này thì mình cũng chăm bón bình thường như những cây kia. Đây em xài phân gì? Đi phân gì mà ghê vậy? Thì cũng cuối mùa thì cũng mình đi 20-15 mình kích nó vậy thôi. Cũng đơn giản chứ cũng không có kích thuốc. 20-20-15 hả? Dạ đúng rồi. Ba số hả? Ba số 20-20-15. Dạ, 20-20-15. Và em đi từ tháng mấy vậy? Em đi hồi tháng 10. Tháng 9, tháng 10 là em đi rồi. Thì nó vậy thôi chứ cũng không có kích gì thêm hết á. Vậy là đạm lân là cao. Dạ. Với kali không có cao. Với lại em thấy chắc tại cây anh ơi. Nói chung là cái giống thôi chứ còn cái cây kia, những cây kia thì chăm sóc cũng như nhau thôi.
Nãy này anh chị thấy cái vàng nụ nó ghê không? Vàng bông nó kinh khủng không? Rồi giờ anh em mình chạy vòng vòng ra cái cây thơm nãy coi cái vàng nút của nó như thế nào nha. Dạ. Rồi. Quá. À, vàng nút, vàng nụ nút là nhìn mê luôn anh chị ơi. Ha. Nhìn mê ly luôn. Đó. 6 tháng. Dọng xe ra luôn đi em. Dạ, đây xe ngoài đây. À, xe ngoài ha. Dạ. Mấy cây này em ghép ra giao lưu phải không? Dạ đúng rồi, mấy cây này thì những là cây bo của cây đó hết anh. Em nè, ghép ra để nuôi đây nè. Không gió nè. Mấy cây này nay ghép mới có 4-5 tháng gì à. Nó sao anh thấy cây này cánh nhọn nè. Dạ đúng rồi đó. Không? Dạ. À, anh chị ha. Đó. Còn cây này nó cánh tròn nè. Tròn hơn. À, thương ngộ người ta. Dạ. Ai thích nhọn thì mình chơi lấy nhọn, ai thích tròn mình chơi lấy tròn. Nhưng mà thời điểm giờ nó đang ra bông vậy nè anh chị, mình lên mình lựa là ok nhất. Đó, đi săn bông lúc nào cũng phải thấy mặt bông, thấy mặt đặt tên anh chị. Giờ đang ra bông quá trời nè. Đó. Cái chi này em ghép tầm nay chừng 3 tháng thôi, còn mấy cây này lớn hơn. 3 tháng hả? Dạ. Anh chị thấy lá đỏ không à? Ừ. Này giống này ghê á. Lá mạnh này lắm anh chị ha. Đỏ. À, nó đầu tiên nó đọt đỏ. Đọt mới ra là nó đỏ anh chị. Này. Ồ, cây này giống này mạnh lắm nha. Ừ. Nó đỏ chừng mốt nó xanh lại. Dạ đúng rồi, mốt nó xanh lại. Ừ. Cỡ bao lâu nó xanh em? Thấy nó đỏ hoài vậy ta? Bắt đầu nó khoảng một tuần là bắt đầu nó hơi xanh, chuyển màu, nó xanh xanh là nó cứng rồi. Vậy là cái cây này mình chơi Tết là nó qua bánh tẻ rồi. Cũng ngon anh chị. Bắt đầu bánh tẻ là nó hơi xanh xanh lại. Cây này chơi Tết là ngon. Tại vì khi mà mình lặt xong tới mấy nguồn mùng Tết nó ra, Tết chỉ có mấy ngày thôi. Thì mấy ngày đó ra lọc đỏ là ok. Là đẹp đúng không? Dạ. Nó tầm khoảng 2 tuần là nó bắt đầu chuyển qua xanh ha. Dạ, 2 tuần là bắt đầu nó qua bánh tẻ nó chắc là đó. Thì 2 tuần rồi hết Tết rồi. Dạ. Đó, anh chị thấy cây này chơi Tết là cái giống này thấy cũng ok nè. Ở trong Tết là nó ra lọc đỏ anh chị. Nè. Đó, nó ra lọc đỏ ha. Như đây nè anh Hồng. Này là đỏ dữ luôn á. Nè. Thằng này nó mới gần nó chuẩn bị chuyển màu xanh lại nè. Chuẩn bị chuyển xanh nè. Dạ. Một cái giống này ra lọc mạnh quá. Không biết phải do em để chất trồng gì ghê vậy? Ở đây thì em trồng chắc trồng cũng bình thường anh ơi. Cháu sống thì sẽ vừa xử lý được thôi. Cháu sống sẽ vừa. Dạ. Thấy có gì trắng trắng trên này là cái gì vậy ta? À, này anh. Ừ. Này là cháu á. Cháu tại nó này để khô, cái này chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Kiển củi rồi. Để khô quá, này là gọi là trôn trôn nhà vườn á. Mấy này em đắp sơ dừa đó ha. Dạ đắp chỉ dừa cho nó đỡ mất nước anh. À, này đắp chỉ dừa lại ở dưới nè anh chị. Rồi cái bông này thấy ok á. Tại cái này nó còn non mùa chứ tầm 2 mùa 3 mùa đi nó cũng khá lắm. Mấy cây này em ghép từ cái cây nào? Dạ cái này thì những cây phôi cây tàn ở ngoài ruộng anh, em thấy nó không được đẹp nên xử lý mình đem vô đây mình ghép. Mình giống ra. Không ý là ghép từ cái cây nào á? À cũng là cái này bo này là bo F2 rồi. Bo F2. F3 rồi. Em lấy từ cây này không? Có cây nào ghép từ cây này không? Dạ cây này thì em cũng không biết nữa, bây giờ mình lấy nhiều quá nó tùm lum phải không? Dạ, nhưng mà chuẩn giống thì nó cũng vậy thôi à. Tùy loại bông ha, chăm sóc sao đó. Ừ, cái giống mà thấy ok đó anh chị. Để lát nữa em vô em xin cái bo từ cây này nè. Cái đó phải cái đó anh. Đúng không anh chị? Cái này lấy bo từ cây này nè. Còn nói chung là nhiều khi mình ấy vậy thôi chứ cái bo nó từ cây nào nó cũng y vậy à, nó sinh sản vô tính anh chị. Anh chị thấy chú Sáu Bình Dương không? Lấy từ ép mấy luôn của cái siêu bông mình lợi, bây giờ cuối cùng là cũng ra là cái cây là nút dữ nhất luôn. Cuối cùng do cái người chăm ha. Dạ, do người chăm. Rồi bây giờ anh em mình đi qua cái cây mà siêu thơm quay cho anh chị xem nè. Cây siêu bự, siêu to khổng lồ ha. Ủa mấy cây nào mình nếu mà giao lưu là nhiều trọng rồi em? Dạ cây đó giao lưu cũng vài trăm tới triệu hả? Triệu mấy à? Ờ thấy gốc cũng bự bự á anh chị. Dạ.
cái đó mình chủ yếu giao lưu cho anh em cô chú rồi, giống với lại kinh tế chút xíu thôi chứ không có cao. 500 triệu vậy không? Dạ 500 triệu. À nãy mấy cây đó thấy cũng cao cao anh chị, lấy cũng được vài chục bò đó. Mấy cây đó nãy cao chừng 60-70 ha. Dạ 60-70 tấc, sau khoảng 60 tấc. 60-80 rồi đây tới cây mà siêu thơm khổng lồ. Quay cho anh chị xem. Cây này đi tới ngang đó là ngang mùi thơm rồi. Em trồng cây này ở đây được bao lâu rồi? À, cây này ở đây chắc mười mấy, 20 năm gì đó hả anh? Thơm lắm. Thơm quá, đứng ngay đây là thấy thơm rồi nè anh chị. Đang ở vị trí của em nè, là nó là đã siêu thơm rồi nè. Bây giờ toàn vô đứng anh lấy cái tấm hình coi. Thôi đứng bên này đi. khỏi cái tàn nữa, khỏi đó che cái bông của người ta. Dạ. Để xích ra đây luôn. Xích ra luôn. Không cho nó vô luôn. Không cho vô ha. Ừ. Xích ra đứng đây nè, đứng đây. À đứng đây nè. Vô tiếp nữa. À rồi, đứng nghe nha. Dạ. Rồi. Em giơ tay lên để đo chiều cao đây. Ờ à, đó. Mà đo chiều cao anh chị. Hôm nay là chụp cái hình là độc lạ Long An luôn. Đấy. Lại gần xíu nha. Cái nữa em. Cái nữa anh. Dạ. Ừ. Chưa. Để dỡ nón lên cao xíu đi. Đây. Ờ ơi, đẹp trai mà bỏ nón ra luôn đi. Ừ. Rồi ok. Dạ. Yeah. Cây đẹp quá anh chị ơi. Cây này á là lại gần rồi, nó không có được bông to nha. Cây này thì không có to. Nhưng mà nó đã thơm anh chị. Nó thơm có phải là do nó có nhiều bông quá nó thơm không ta? Hả? Cái này cây này thơm anh ơi, chứ cây kia mấy cây bên kế bên nó cũng không có thơm như cái này nữa. Không mà cây này nó thơm là phải rồi anh chị nè, nhìn nè. Cái nhị nè, để quay vô cho anh chị xem cái nhị nha. Đây, anh chị thấy một loạt cái nhị nó đỏ, nó xòe, nó đỏ hết cái dạng bông đó anh chị thấy không? Nhìn vô là thấy nhị liền anh thấy anh chị thấy không? Đó, nên chính cái nhị này nè là cái yếu tố để cho cái cây nó thơm. À, mà khỏi cần cái máy đo mùi, mình cũng biết luôn cái này nè anh chị. Cây này tàn ngang của nó được 8 mét á, gần 8 mét anh chị ha. Còn chiều cao của nó thì được cỡ gần 6 mét, nó cho 5 mét đi. 5 mét á. 5 mét, chiều cao là 5 mét, tán ngang là gần 8 mét anh chị. Rất thơm luôn. Anh coi thử mấy cây bên cạnh thử coi, có mấy cửa không? Mấy cây này không có thơm, mấy cây này thì cũng bình thường à. Mấy cây này thì bông nó dạng khác anh chị nè, nó bông 5 cánh rặt. Cây này cũng có thơm đó em. Cây này anh thấy cũng đẹp đó. Dạ, cây này 5 cánh viên à. 5 cánh, cây này cũng thơm luôn anh chị. Cây này cũng thơm luôn. Mà cái lọc nó là nó đẹp luôn nè. Cái lọc đỏ nè. Dạ, lọc đọt đỏ. Lọc đọt đỏ anh chị. Đây, cái mới ra đỏ mà nó chùm. Nhưng mà cái này là mau rụng hơn. Dạ. Mau rụng cánh hơn. Anh chị nè thấy vàng sân rồi. Đấy, nó vàng sân rồi anh chị nè thấy không? Để chỉnh lại cái cho anh chị xem nè, nó vàng sân luôn nè. Cái cây bên này là mau rụng hơn anh chị. Đấy em lắc thử một cái là nó có rụng á. Dạ có rụng anh. Nó này nó 5 cánh tự nhiên thì nó cũng bình thường à, dễ rụng. Đó dễ rụng anh chị. Đâu lắc thử một cái nữa thôi. Nữa anh. Ờ cái nữa thôi. Rụng. Rụng nhiều rồi. Đó vậy không. Lắc cái là có rụng. Tức là cái 5 cánh này nó đẹp nhưng mà nó mau rụng hơn. Mà nó có thơm luôn nha anh chị. Nó có thơm luôn mà nhưng mà kiểu nó không bằng cái cây khổng lồ kia. Cây này nó cũng không nhỏ đâu.
Vô cây này là cái tàn ngang của nó là cũng được cỡ gần gần 4 mét đó anh chị. Nó là tầm khoảng 3m rưỡi, 3m8 á. Chiều cao của nó cũng được cỡ gần 3 mét á. Nó cũng không nhỏ đâu, nó nhỏ so với cây kia thôi. Nhỏ so với cây lớn kia. Ờ. Cái này cũng 5 cánh luôn nè. Ủa, cái nhà em mà vòng ở trước nhà toàn cây đẹp không à bạn ơi. Dạ. Bữa này cũng cây 5 cánh luôn nè. Mà 5 cánh tương đối anh ơi, cái này đã đỡ rồi. Thằng này có hình như có lai chút xíu. Đúng rồi, cái này cũng có 7 cánh. À, 5-7 cánh. Cái này có 5-7 cánh, có lai nè. Cây bên này là rạc 5 cánh nè. Cái này 5 cánh. Cái này rạc 5 cánh. Cây bên này. Cây bên này cũng cây bên này là nhiều cánh nè. À, cái này dảo dảo, dảo. Cánh hơn. Này 5 cánh nè. 5 cánh nè. Qua bên mấy cây này nó nhỏ lại anh chị. Nó theo thứ tự từ thấp lên cao rồi. Ờ. À. Cái này giống như là trồng kiểu gia đình nè. Không. Ở ngoài là coi như cụ tổ. Bên đây là hai người con. Ở bên đây là con cháu. Chơi nguyên gia đình luôn. À, cây này cũng đẹp nè. Hai cây em thấy là ba cây này thơm nhất nè. Trong đó cái cây này là tuyệt phẩm ha. Nghĩa là siêu thơm luôn. Cái này nó đậm hơn mấy cái đó nhiều quá. Nó đậm. Mấy nút đầu nó ra mạnh anh chị, mấy nút đầu nó ra 7 chân bông. Ừ. Cây này đẹp quá. Thôi cho cây này 10 điểm luôn anh chị. Đó, cây này 10 điểm luôn nhưng mà bộ đế nó thôi trừ nó cái bộ đế đi. À, bộ đế. Bộ đế biết. Nó bình thường thôi. Trừ điểm nó bộ đế bình thường thôi. Nó cũng phải không phải là nhiều khi nó cũng có đế mà bây giờ nó lắp rồi. Này. Đấy nó anh chị ha, hoành nó chắc cũng được 7 mấy ha. 7 mấy gần 80 hoành đó anh chị. 7 mấy hoành, 8 ra 80 hoành đó. Lâu quá không đo nó không biết nó nhiêu. Thì nó cỡ gần 80 hoành đó anh chị. Cây này ha, gần 80 hoành. Siêu đẹp luôn. Cây đẹp quá. Tán ngang. Em đứng đó cho anh tắm nữa. À, đứng xét vô xíu. Xét luôn anh. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi, ok. Quá đẹp luôn. Ở trong đây còn một cây ghép nè anh Hồng. Bây giờ chỉ còn có cây ở Bình Lợi có một cây chưa lật lá là nó cũng ngang ngửa với cây này nè. Lớn lắm hả anh? Ừ. Mới quay hôm qua. Dạ. Nhưng mà chưa lật lá. Nó cũng ngang ngửa cây đó về kích thước á, đi tiếp em. Dạ. Nhưng mà cây đó chưa lật lá không biết như thế nào. Không biết có thơm bằng cây này không? Anh Hồng, đây có một cây nở rồi nè, cũng nhiều nè. Có cây nữa hả? Dạ, cây này cũng cây ghép. Ghép cát của em đúng hả? Dạ đúng rồi, ghép giống Đức luôn anh. Rồi, đây, đây là chơi một giống ha. Một giống à? Ừ, cái này cũng đẹp nè. Cái này thì nay nở mấy ngày rồi. Này em đứng bên này nè. Rồi. Dưới đất luôn, xuống dưới đó. Cây đẹp quá ta. Ghép được bao lâu em? Cái này nay ghép 3 mùa rồi anh. Nè anh chị thấy mấy cái chùm của nó là mốt nó ra đặt cái nhánh ha. Nó nở không hết rồi nó dung ra luôn, là trong đây nó cũng còn ra nữa nè. À. Xem không để cho nó làm nút vô trong sâu một chút nữa cho nó ra dữ luôn. À, tại vì lúc trước rồi cứ xả ra này cái mình lại thế sao thấy nó trống quá. Cái này là đang cho trống ở bộ xương giữa. Đúng rồi, trống xương. Còn ngoài là coi như là đặt cục hết anh chị ha. Đó, cái giống này nó đi bông đẹp nè, khỏe nè. Cục không à? Ờ, thấy có vẻ là không chịu ảnh hưởng bởi thời tiết nhiều anh chị. À, bởi năm nay thời tiết khá là khắc nghiệt. Rất nhiều vườn than thở về cái thời tiết. Như cây này là anh chị thấy tán ngang của nó là được 1m8, 1m9. Chiều cao nó được cỡ 1m8 nè. À, đặt cục hết luôn, xung quanh luôn anh chị ơi. Ừ, cái này đẹp nè. Rồi cây này nó làm ở tàn của nó cho nó nhặt thêm tàn xíu nữa. Dạ đúng rồi. Rồi kín cây luôn, cái này chưa kín cây. Nó vẫn còn thấy xương bên, hai mùa bên trong. À, cây này phải làm cho nó cục một cục vàng luôn á thì mới giữ.
Nhưng mà anh chị thấy cái giống này là có tương lai để cho nó kín cây được nè anh chị ha. Cây này là nãy em nói là ghép hai mùa anh. Ghép hai mùa anh chị thấy nó có khả năng nó là có thể làm kín cây được. Nếu là do mình bẻ thôi. Đúng rồi, do mình bẻ mình đi dây thôi. Đây anh chị nè, cái này bẻ là cách nhau tầm khoảng 20 đó, mỗi nhánh cách nhau tầm khoảng cỡ 20 phân. Nếu mà em cho cái nhánh nó bẻ nó xuống tầm khoảng 15 phân thôi là nó kín cây liền. Dạ. Yeah. 10 phân cho tới 15 phân, 15 phân là ok hơn. Rồi đẹp quá. Rồi ra ngoài luôn em. Dạ dạ dạ. Này cây này nhìn từ phía trong nè. Đây. Cái cây này đó anh chị mà phải đục luôn cái hàng rào mới được. Đục luôn cái hàng rào mới được. Rồi giờ mình ra tiếp cái chỗ này anh chị ơi. Chạy chạy luôn em, lên xe luôn. Nè, không biết nè. Rồi bây giờ để em tạm biệt cái cây đẹp này đi anh chị. Đó, quay cho anh chị xem cái mặt bông siêu bông bình đất mà đã ghép vào những cây đẹp ha. Ghép vô túi quý. Ghép vô túi quý ha. Dạ. Cái cây này là ghép giống gì ta? Cái đó không anh, cũng ghép giống nhà mà. Cũng giống nhà luôn. Cho trổ sớm. Cái gì thì cái chứ anh chị thấy cái bông thì kết quả cuối cùng là mình chơi bông là phải có bông đẹp, có bông là bông đẹp mới được. Lên đây có cây này tứ quý này ghép hai mùa mấy nè, cũng là giống nhà em luôn. Bông này thì anh chị thấy nó nở cục ha. Dạ nó nở cục cục luôn. Cục đây nó không phải là cái bông một câu em chị. Này cái vườn này là cũng ghép cái giống của em luôn. Dạ đúng rồi, cái giống em luôn. Rồi ghép bông nữa luôn. Số mình xem nè, cây nằm đất rồi với lại cây chậu. Cây này ghép mai vàng hả? Dạ cái này là phôi vàng, phôi mai vàng à. Nè cái mặt bông này, cái cánh này anh thấy nó cũng tròn ha, nhưng mà nó hơi nhăn tí. Đấy, còn nhị nè, nhị là giống nhà hết. Ừ. Cái này thì ghép để lấy giống lấy bọ rồi thôi. Hình như thấy trên cái cây nó có ba mặt bông luôn á em. Dạ. Anh thấy trên cây của em là có tới ba mặt bông á. Đây nè anh Hồng, cái cây mấy bông này cũng to dữ nè. Cái giống này của em thấy là ba mặt bông. Đây. Ừ. Thằng này nó to hơn cây ngoài đất của em nữa. Đúng rồi. Thằng này nó to trên 8 phân luôn nè. Để cái này xuống nha. Đây. Quá khứ. Đây luôn. Này quá khứ cái bông luôn anh chị nè. Đây cái bông trên tay em là cái bông ở trong đất. Đó, của anh Toàn ha. Nó cây này nó bự hơn tầm khoảng nửa xăn một xăn luôn á, một xăn anh, bự hơn một xăn luôn á, ghê. Cái bông này to, coi chùm nữa coi. Này, bỏ tay em ra, này, giữ nguyên tay nha. Này cái chùm này đó 2, 4, 6, 8, 9. Này hả, này nhiều. Cái này nè. Dạ. 9 chân bông anh chị. 9 chân. Ôi gãy. Trời luôn rồi. Bẻ con ta luôn rồi. Gãy luôn rồi. Bẻ con ta luôn rồi. Không biết có lấy băng keo dán lại nữa. Thôi cãi đi anh ơi, này không sao. Rồi cái bông này ghép được bao lâu rồi em? Cái cây này ghép đến nay cũng tầm 2 năm rồi anh ơi. 2 năm rồi, dạ. Dài là sửa cây hơi yếu quá nha. Không, cái này kiểu như này anh bỏ luôn rồi, cái này kiểu như cái phôi đó nhổ lên bỏ luôn. Cây vậy luôn à, trồng kiểu vậy luôn nè anh chị. Không có gì luôn. Trồng giống như dục bỏ nha. Đây trồng đỡ đại luôn à. Trồng giống như dục bỏ mà nó cũng lên đẹp anh chị. Cái cây này nó có vẻ nó hơi yếu cái thân đó nha.
Cây này thì khó. Cái cây phôi nó là có vẻ hơi yếu anh chị. Cái tàn chi của nó là nó không không đều ha. Cái này phải tay vô tay cao thủ ghép ra bẻ tàn lại anh chị. Ghép ra bẻ tàn lại. Cái giống này ha, cái giống này nhàn nút mà. Nó không nè anh Hồng, nguyên một dải này luôn nè. Nguyên dải luôn ha. Nguyên dải này là nó không nè. Mấy cái này thì nhỏ. Em thấy cái cái bông của em là có 3 dạng bông á. 3 dạng luôn à? ba kiểu luôn hả? Anh thấy 3 kiểu luôn. Ở hình như là cái nhị nó tàn là nó cũng đen lại nè em. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thì nó cũng đúng anh. Nhị toàn là nó đen lại. Cây này bắt đầu nó rụng rồi, nó hơi già rồi. Nhị toàn là nó đen lại. Còn có mấy cái này tươi nè. Cái tươi thì nó cái nhị nó sáng hơn anh chị. Tươi nhị sáng hơn. Một kiểu là cái bông của em là cánh là cái đầu cánh nó hơi nhọn. Một kiểu là cánh tròn. Cái cánh nó tròn. À, còn cái kiểu này là cánh cái form của nó cúp nè, cúp lên nè. À, đúng rồi. Nó hơi thẳng mà cúp lên. Còn hồi nãy anh thấy cây kia là nó hơi dảnh chút xíu. Dảnh luôn ha. Ừ. Nó có nhiều loại. À, có cây này thôi nè. Thấy không? Dạ. Cái dạng bông nó khác nè. Đó, cái dạng bông khác nè, thấy không? Có cây này sao nè, có cái bông này nè. Cây này có cái bông. Với lại anh ơi, chắc nằm đây kiểu chắc bị gió. Gió nó gió nó thổi vậy quá gió nó thổi á, nằm trực tiếp á. Đúng rồi. Ngay đầu gió nữa anh chị. Cũng có thể là cái đó. Nghĩa là cây này cũng có hai mặt bông là bông tròn với bông cánh hơi nhọn xíu. Dạ. Qua mình xem cái mấy cây này em đi trước đi em. Dạ, đây, mày chú mình anh chị mình qua bên đây đi. Cái này là này, dễ đi. Mình xem cái dạng nụ cây này nè anh chị. Nụ nó ghép cây này ghép ra nè, đó dạng nụ nè. Đó đó. Rồi dạng nụ này qua hết sảy luôn ha. 2 4 6 8 9 anh chị. Đó. 9 bông. Nụ của nó nghẹt luôn ha. Rồi, nụ này dữ á. Nụ giữ 2 4 6 8. Nụ này 8 9 10 là nhiều anh chị ha. Nụ này 8 9 10 bông là nhiều. Cái này là vô tay mấy cao thủ Sài Gòn bẻ sữa chi cành là ok lắm. Còn cây này cây mây zin ha. Dạ cái này là mây zin. Mây zin bông nó nhỏ nhỏ 5 cánh vậy thôi. 5 mấy cánh nhỏ nhỏ. Vậy mà không té hay được. Có cây này vô tứ quý nè anh Hồng. Tứ quý nè. Tứ quý. Ừ. Tứ quý chơi bệ phơi vậy luôn hả? Dạ. Không sợ nó chết hả đàn? Không, tại vì cũng Tết rồi, ấy giờ cho nó ăn Tết thôi chứ hổm cũng che nó lại anh. Phơi nguyên bộ đế sổ gần 7 tấc luôn anh chị nè. Bế sổ 7 tấc luôn nè. 6 tấc rưỡi. Cái bầu tầm khoảng cỡ 60 luôn anh chị. Được kích bầu 60 luôn. Cây này nôm xuống đây rồi. Là tầm 1 mét, nôm nó dàn chân nó tới đây nè. Còn xuống nữa hả? Dạ còn xuống nữa. Cái này giữ nè, cái này mới trọng vô cái bồn nó còn ghê hơn. Dạ. Hoành nó tầng khoảng 45. Cũng ghép nó luôn ha em. Dạ ghép nó luôn anh. Nó không. Cái này đến nay cũng tầm mấy tháng à. Cánh nãy giờ nó bị ấy rồi. Cánh nãy giờ nó héo nó bị héo rồi nè. Cây này là ghép 6 tháng à, phôi này ghép 6 tháng. Này mây vàng ghép 6 tháng. Cái đó là tứ quý, cái này là mây vàng. Này mây vàng nè. Đó là 6 tháng à. Hồi này tứ quý nè. Đúng rồi, đó tứ quý luôn. Đó. Cái này vàng nút là quá đạt luôn anh chị nè. Tứ quý, vàng vàng bông quá êm ha. Tứ quý vô vàng bông quá êm. Ở đây anh chị thấy chi cành là bẻ lơi không à. Chi cành bẻ lơi chứ không bẻ gắt như mấy một số vườn ở Sài Gòn. Bẻ hơi nhẹ hả? Bẻ nhẹ nhẹ thôi à. Mình xem quan sát xem cái dạng nụ, xem cái sự phát triển của cái bông để anh chị mình đánh giá ha. Cái nụ nó đều ha. Nhưng mà cảm giác mấy cái nụ này nó không bự bằng cái nụ hồi cái cây ngoài kia ha. Dạ đúng rồi. Cây kia nãy ghép tứ quý hay gì ta? Cây đó vô mây vàng anh. Mây vàng, hình như mây vàng. Cây đó thấy... nó già mùa hơn cái này. À. Nó già, ghép già mùa hơn mấy cái này. Đâu qua cây tứ quý khác thử coi. Dạ đây nè.
với lại cái này. À đây. Trời ơi, cái này là kinh khủng luôn. Cái này nó kinh khủng luôn anh chị. Nha. Ở này nó khoảng cỡ cả trăm bông ở đây à, anh chị ơi. Nè. Này có phải cả trăm bông không? Dạ. Yeah. Đó, nè. Đó, nguyên một nồi ha. Này mình hái mình nấu canh cũng được nè. Nấu canh. Đó. Quá trời. Nè. Này mà phải ăn được, không biết ăn được không ta? Chắc không được quá anh ơi. Em nói không được vậy chứ anh thấy có người ăn rồi á. Có ăn luôn hả? Ừ. Dạ. À, anh thấy mà điều này ăn uổng quá. Ở vì sao ăn được? Uổng quá. Anh thấy ở Tiền Giang chợ gạo á, mấy chị đẹp gái mà bán mai á. Dạ. Mấy cái mai này, cái này ăn được luôn. Tại nhiều khi cái này á là em ăn không được, tại nhiều khi nó xịt thuốc. À. Đúng không? Dạ đúng rồi. Còn khi nó nở ra nó nằm bên trong, cái nhân của nó bên trong không dính thuốc. Mấy chị nó ăn luôn á. Thiệt. Vàng nút quá đẹp anh chị ơi. Thôi. Nói về vàng nút, cái vàng bông một nút nó ra nhiều bông mà thấy cây này có vẻ là được 9 điểm về vàng nút quá anh chị. Đó, cho một điểm mà trừ không biết trừ cái gì thôi. Rồi, vàng nút vàng nụ quá ok. Cái này là thọ hương. Anh Hào, cái này nè, cái quý nè. Ờ. Rồi. Cây này không bằng cái cây bên kia đâu. Dạ, cây bên kia là dữ hơn. Cây bên này lúc cũng dữ nhưng mà cây bên kia thấy dữ hơn cây này luôn. Kia thì nó đều, nó dài từ trong ra ngoài luôn. Bên này thì nút nó sáng hơn. Dạ. À, bên này cái nút nó ghê gớm luôn anh chị. Cây nè. Do cách chăm sóc, cái cách ấy của mình nữa. Cây này thì có vẻ nó thưa hơn em. Cây đó thưa hơn anh, cây đó này cũng non mùa hơn cây đó. Cây kia già hơn chút. Cây kia già mùa hơn. Này ghép mắt kép nè anh chị. Đây. Cái này, để cái vàng chi nó để vàng nhão lại. Bà này nó bự hơn chút anh chị. Dạ. Để vàng nhão lại đúng không? Để vàng nhão lại nhìn nó trống không? Dạ, bởi nó trống. Để nhão lại trống. Cây này là phải để nuôi tàn lớn nó mới kín được. Dạ. Nhà ở ngoài mình nuôi lại mấy kính ngoài à. Trong thì dàn chi nhạo bế tiếc không có thiết vô được. Còn cây này cũng nó luôn hả? Dạ cây đó nó luôn anh. À, nó nở ra là cục như này anh chị. Cây này thì nở cái này cũng cả tầng rồi. Cây này thì bông nó không có bự bằng mấy cây hồi nãy. Tại nó to nhưng mà nó vẫn cục quá nhiều luôn á. Ừ, nó vẫn cục. Nhưng mà cảm giác là cái giống này về tương lai là vô tay những anh chị cao thủ là có thể là sửa lại những cây đặt ngẹt được rồi anh chị ha. À. Mini đó. Mini mà nó ra vậy. Đây mini mà nó nụ nó vậy nè anh chị. Mấy cây mini ha. Nha mình xem kỹ nè. À, mấy cây mini. Rồi thấy giống này là khá ok, khá chuẩn đó anh chị. Nếu mà mình có giao lưu bo không em? Dạ bo thì em không có giao lưu, em không có giao lưu bo nhưng mà em giao lưu cây giống nhỏ phải không? Dạ đúng rồi, cây giống hả? À, giao lưu cây giống 500-700 triệu rồi đó anh chị. Dạ. À, cây giống này cũng được nhiều bo nha. Dạ đúng rồi, cây giống nhiều bo, nói chung là em ghép cây phôi lớn không à, cho nên là cũng được nhiều bo lắm. Cho anh chị cái số điện thoại đi em. À, cái số điện thoại của em là 0949 391 994. Anh chị có nhu cầu thì nhu cầu mua bo thì cứ mua cây giống thì cứ liên hệ tới em. À, rồi địa chỉ ở đây luôn đi. Ở đây là anh chị search Google Map Vườn Mai Bình Đức. Dạ, đúng không? Rồi, Vườn Mai Bình Đức. À, hoặc là cái đường đi vô. Đường đi vô đây là đường nào? Đây là đường Bình Đức anh. Đường Bình Đức luôn anh chị. Dạ. Thôi tới đây cái clip cũng dài rồi. Chúc Tết vườn mai Bình Đức năm sau sẽ cho ra nhiều giống mai đẹp hơn nha. Dạ. Thôi phát triển cái giống này đi, cho nó mạnh luôn đi. Dạ em đang phát triển, nói chung là đang đầu tư mạnh cho nó dữ lắm. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn thôi. Ở trên kênh chợ Sài Gòn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn chào bạn luôn nha. Dạ chào mọi người nha.